Thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua phương tiện đường sắt qua ga liên vận quốc tế Lào Cai đã có nhiều điểm sáng, được thể hiện ở giá trị kim ngạch, số thu ngân sách đều tăng trưởng hết sức ấn tượng. Tuy nhiên, năng lực vận chuyển hàng hóa sẽ được cải thiện hơn rất nhiều nếu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Trung bình mỗi ngày chi nhánh dịch vụ vận tải đường sắt Hải Phòng tại Lào Cai xuất khẩu được khoảng 450 tấn hàng qua ga liên vận quốc tế Lào Cai. Hàng được vận chuyển từ cảng Hải Phòng khi đến ga Lào Cai sẽ dừng lại để bốc xếp, sang tải trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Quy trình này gây tốn kém và mất nhiều thời gian. Nếu như để phải chuyển tải sang toa thì cái thời gian để đáp ứng cái nhu cầu vận tải nó giảm xuống. Cái chi phí trong cái tác nghiệp của một cái nó gọi là một cái tác nghiệp vận tải nó sẽ tốn kém nhiều hơn. Nó sẽ giảm cái thời gian tăng cái thời gian lưu trú hàng hóa. Ngoài ra nó còn làm thất thoát cái hàng hóa khi mà chúng ta phải chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Cùng với đó, hệ thống kho bãi bảo quản hàng hóa, hệ thống đường bộ kết nối từ các tuyến đường đến ga Lào Cai còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu dịch vụ logistics đã cản trở việc vận chuyển hàng hóa. Hiện đường sắt Trung Quốc đã chuyển đổi sang khổ đường 1,435m, vì vậy hàng hóa sau khi xuất cảnh phải dừng lại tại các ga để tiếp tục sang tải. Tuyến đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai để xuất nhập khẩu sang Trung Quốc thì hiện tại vẫn còn các khó khăn do hạ tầng ngành đường sắt. Một là khổ ray, hai là các cái toa xe cũng chưa đảm bảo chất lượng và còn dấu lượng cũng còn hạn chế, chưa đáp ứng được cái nhu cầu. Làm cũng tăng chi phí và mất thời gian. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải xem xét, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đấu nối ray khổ 1,435m giữa ga Lào Cai đi ga Hà Khẩu Bắc. Dự án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển vận tải hàng hóa bằng đường sắt. Thì chắc chắn là trong năm 22, đặc biệt là chắc đầu năm 23 là sẽ tiến hành khởi hành. Từ khi mà kết nối được tuyến đường này thì cái năng lực vận tải của cái tuyến sẽ nâng lên được cỡ ít nhất là khoảng 1,5 lần. Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đẩy mạnh trao đổi với tỉnh Vân Nam về các chủ trương tăng danh mục hàng xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường sắt, nhất là mặt hàng nông sản, góp phần nâng cao hiệu suất làm thủ tục thông quan hàng hóa qua đường sắt. Đường dây 220 kV Nậm Mô - Tương Dương là dự án truyền tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm truyền tải điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam. Đây là dự án kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 45 năm ngày ký quan hệ song phương giữa hai nước. Những ngày này, trên các vị trí cột thuộc dự án, các công tác thi công đang được gấp rút triển khai để dự án về đích trong tháng 11. Dự án đường dây 220 kV Nậm Mô - Lào - Tương Dương đoạn trên lãnh thổ Việt Nam là đường dây mạch kép từ biên giới Việt Nam-Lào đến trạm biến áp 220 kV Tương Dương. Đường dây có chiều dài 74,4 km, có khả năng mang tải 1.000 MW. Theo đánh giá của chúng tôi là được đến 96-97%. Cụ thể là đã thi công lắp dựng được 142 trên 145 cột, vị trí cột. Thi công được 137 trên tổng số 145 khoảng néo, khoảng cột. Tại vị trí cột 59 của dự án đường dây 220 kV Nậm Mô - Tương Dương, đội truyền tải điện Con Cuông - Nghệ An hiện đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Điện 1 giám sát thi công, tiến hành kiểm tra chất lượng, nghiệm thu tiến độ công trình. Các vị trí từ 77 về đến vị trí 145 là đủ điều kiện mang điện, còn các vị trí từ G0, G1, và G1 đến vị trí 76 thì các bên thi công đang hoàn thiện tổ chức nghiệm thu đồng loạt bao gồm 4 nhóm công tác để nghiệm thu phần dây cột phụ kiện và phần băng điện, còn các phần khác thì sẽ tổ chức nghiệm thu sau, đặc biệt là phần hành lang là phải tổ chức nghiệm thu đồng thời với phần băng điện và phần dây dẫn luôn. Còn với trạm biến áp 220 kV Tương Dương, với chức năng phục vụ cho việc đấu nối để nhập khẩu điện từ các nhà máy thủy điện Nậm Mô Lào, các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ Nghệ An, công tác chuẩn bị này cũng đã được sẵn sàng. Hiện nay thì trạm đã tất cả mọi thiết bị đã sẵn sàng cho việc nhận điện từ Lào, gồm có hai đường dây, hai ngăn lộ đường dây nhận điện từ nhà máy thủy điện Nậm Mô. Dự án đường dây 220 kV Nậm Mô - Lào - Tương Dương đoạn trên lãnh thổ Việt Nam là công trình cấp bách, được xây dựng với mục tiêu nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô - Lào về Việt Nam, bao gồm 16 nhà máy thủy điện với tổng công suất 850 MW, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa chính phủ hai nước Việt Nam - Lào trong lĩnh vực năng lượng.
Phát triển kinh tế biển được Cà Mau xác định là chiến lược cơ bản của địa phương. Thế nhưng trong nhiều năm qua vẫn tồn tại những công trình dự án được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng lại hoạt động kém hiệu quả hoặc không sử dụng, gây lãng phí rất lớn cho ngân sách nhà nước và bức xúc cho người dân. Cảng cá Rạch Gốc được xây dựng với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Năng lực xếp dỡ hàng hóa theo thiết kế là 18.250 tấn một năm, nhưng từ năm 2015 đến nay, chưa năm nào cảng vượt quá 3.800 tấn. Trong khi đó, trạm tư nhân cách cảng cá Rạch Gốc khoảng 2 km, thì trung bình mỗi năm xếp dỡ hàng hóa đạt 4.500 tấn. Xe lớn thì dầu hiện nay nó vướng hai cái cầu, cũng như là cái trên tuyến đường có cầu dưới 8 tấn. Thì xe lớn vào vận chuyển hàng hóa ở cảng ra đường Hồ Chí Minh đi về nơi tiêu thụ thì nó vướng cái cả hai cầu. Từ đó người dân cũng vướng phải đổi thêm thu nhập thêm. Cùng nỗi khó khăn chung với cảng cá Rạch Gốc là cảng cá Hố Gùi, được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Đây là nơi tập trung nhiều phương tiện đánh bắt gần bờ của tỉnh Cà Mau. Thế nhưng từ khi đi vào hoạt động năm 2019 đến nay, bến cá Hố Gùi bị bỏ không do thiếu đường dẫn vào, nơi đây đã trở thành hoang phế. Cái trường hợp cái cảng cá này về thì bà con rất mừng lắm. Nhưng mà ngược lại có một cái là bây giờ là về mấy năm nay rồi không có đường. Do vậy mà bây giờ cảng cá này giờ không có thu mua gì, tụi tôi cũng phải chịu bó tay. Trước đây chúng tôi cũng đã đưa vào cái dự án là phát triển thủy sản bền vững. Vừa nâng cấp cái cảng cá Rạch Gốc, vừa đưa cái tuyến đường vào đấu nối với cái đường Hồ Chí Minh để tạo cái trục mà giao thông mà vận chuyển cái hàng hóa của ở bến cảng. Tuy nhiên thì Ngân hàng Thế giới thì cũng họ tách cái cảng cá mình ra khỏi tuyến đường, do đó nó nằm trong cái hạng mục nội bộ. Để khắc phục lại các dự án, hạng mục công trình còn dang dở thì phải tốn kém thêm hàng nghìn tỷ đồng và mất nhiều năm nữa mới có thể hoàn thành. Thế nhưng điều đáng nói là dường như chẳng có ai chịu trách nhiệm cụ thể về tổn thất và sự lãng phí này. Trong khi đó người dân thì đang mòn mỏi chờ đợi các dự án, công trình này sớm được khả thi hơn để ổn định cuộc sống.